còn 15 phút mới vô học á. Trời đất ơi. Seconds later. Cái gì mà không đi được thôi kệ dẹp đi. Later. Em này mày, sáng nay á, tao dành nửa tiếng ngủ trước khi học đi. Còn mày sao? Mày thì dòng dò gì? Tao dậy trước 4 tiếng đồng hồ để tao đi. Giờ bụng tao không còn đau nữa. Còn mày thì sao? Tao chưa đi. Mày chưa đi. Mày có biết là nếu mà mày chưa đi thì mày sẽ bị đau bụng. Mà mày sẽ bị đau bụng á thì bà cô lỡ mà kêu mày lên thì sao? Mày nghiêm trọng mà làm tới mức không sao đâu đi. À đừng xin đi, tôi đừng xin đi. À đừng quá. Ây dô má, trời đâu không cần cái gì mà sao lâu lắm rồi. Ủa giờ này sao? Đó, chuyện có như vậy thôi đó. Thôi, thôi, chung ren cho đi. Nghe đâu quá. Ồ dạ, ồ dạ, ok, 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 ok. Ê, đi đâu á? Dạ, con đi vệ sinh nhất đâu quá. Đi vệ sinh, nãy giờ ra chơi xong đi. Nãy quên. Anh có quên không? Dạ, con đi vệ sinh nhất. Chú buồn rồi, vô lớp. Về tác giả Tô Hoài á, thì ông sinh 1920 và mất năm 2014. Thì tên khai sinh của ông á, là Nguyễn Sen. Ông sinh sống ở Hà Nội. Ngay từ nhỏ thì ông đã có cái tư tưởng đại ba về văn học, một cái sự cảm. À, còn lâu lắm mới hết tiết. Chắc lên xin cô đi vệ sinh quá. Dạ, thưa cô, xin phép cô cho đi vệ sinh cái. Đi vệ sinh. Đi làm hay đi nhỉ? Tính cho tiết của tôi đúng không? Có đâu cô, em đang bụng quá, cô cho em đi. Bụng quá. Cái gì vậy? Trong tiếp văn mà anh nói vậy là không được rồi. Em phải nói cái từ nói giảm nó tránh. Em phải nói là một câu nói giảm nó tránh. Xin đi vệ sinh cho cô nghe thôi nè. Xin phép cô cho mong em đi ói. Em nói vậy mà cũng nghe được hả? Bây giờ đi học vậy mà nói như vậy á. Đi học vậy là không được rồi. Học hành như vậy rồi sao lấy vợ được? Rồi sao ai yêu em, ai chịu đồng ý quen em? Cái gì đau bụng quá mà cô la vậy? Thôi kệ cho ra luôn. Lassie phải hốt, Lassie mà phải hốt, viết của mình là đóng.